Và kính thưa quý vị thân mến, và liên tục trong bữa tiệc âm nhạc hôm nay thì quý vị sẽ cùng quay trở về với giọng ca của nữ ca sĩ đến từ bản nhạc của chúng tôi. Chúng ta không tiếc gì hướng mắt về sân khấu và dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón sự có mặt của nữ ca sĩ Đinh Nguyệt bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt từ với quý vị. Và tiếp theo chương trình thì mình gửi sẽ tới một ca khúc Lội Dòng Sông Quê, xin mời các cô dì chú cùng lắng nghe. We call